Bạn là chủ spa, bạn đang kinh doanh nhưng spa chưa đông khách, doanh thu thấp. Bạn đang chuẩn bị mở spa nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu để có thể kinh doanh hiệu quả nhất, thu hồi vốn nhanh có lãi nhanh. Bạn mong muốn spa đông khách hơn, tăng trưởng doanh số gấp 5, gấp 10 lần và có thể mở chuỗi trong năm tới. Truy cập ngay kênh YouTube Nguyễn Xuân Nam Official, kênh YouTube chuyên chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh spa từ A tới Z, giúp bạn mở spa được thuận lợi nhất, phân bổ vốn đầu tư hợp lý, nhanh chóng thu hồi vốn và có lãi, giúp bạn đông khách và tăng trưởng doanh thu gấp 5 đến 10 lần. Để được tư vấn trực tiếp, vui lòng inbox fanpage Nguyễn Xuân Nam. 5 điều khiến Vsmart Joy 3 trở thành một chiếc smartphone giá rẻ thú vị. Vsmart Joy 3 là một thiết bị mới có giá cực kỳ hấp dẫn của Vsmart. Điện thoại sở hữu nhiều yếu tố ấn tượng, từ thiết kế tuyệt vời đến các tính năng tốt hơn so với mức giá. Sau đây là 5 điều khiến Vsmart Joy 3 trở thành một chiếc smartphone giá rẻ thú vị. 1. Tất cả hiển thị tốt trên màn hình. Thiết kế cho phép công ty kéo dài màn hình của mình để có mặt trước điện thoại đạt tối đa. Vsmart Joy 3 có tỷ lệ màn hình so với thân máy tuyệt đẹp, chiếm 88,9%, một giải viền nhỏ ở phía dưới. Màn hình có kích thước khá lớn, lên đến 6.5 inch, tỷ lệ khung hình ở mức 19,99. Màn hình này hiển thị nội dung video tối đa. Mật độ điểm ảnh màn hình ở mức 521 ppi và độ phân giải 720 pixel trên mỗi inch cho hình ảnh trông rõ nét. Người dùng sẽ khó tìm được một thiết bị có màn hình tốt ở mức giá này. 2. Tùy chọn kết nối rất nhiều. Điện thoại Vsmart Joy 3 là một thiết bị ngân sách, nhưng máy có được các tùy chọn kết nối của một thiết bị cao cấp hơn. Khi kết nối với Wi-Fi, người dùng sẽ nhận được kết nối nhanh hơn với Wi-Fi 802.11. Với các kết nối khác, điện thoại cũng mang lại kết nối Bluetooth 2 ADP LE V4.2, kết nối được nhanh chóng và ổn định. Bên cạnh đó, Joy 3 còn được trang bị jack cắm tai nghe 3.5mm để sử dụng tai nghe truyền thống yêu thích, tiện lợi và dễ dàng hơn. Ngoài ra, máy có cổng USB Type-C để sạc pin dễ dàng và nhanh chóng hơn. 3. Cấu hình ổn, dung lượng lưu trữ thoải mái. Với chiếc điện thoại giá rẻ, người dùng sẽ hay nghĩ đến một chiếc điện thoại với cấu hình thấp, yếu ớt. Tuy nhiên, với chiếc Joy 3, công ty trang bị cho máy con chip Snapdragon 6328X, Adreno 506, CPU 1.8GHz và chạy trên hệ điều hành Android 9 Pie ngay lập tức. Do đó, điện thoại có thể chạy trơn tru mọi tác vụ hàng ngày của người dùng. Vsmart Joy 3 bắt đầu với 32GB dung lượng lưu trữ. So với các thiết bị đắt tiền hơn, dù không phải là nhiều, nhưng nó phù hợp với các ứng dụng yêu thích của bạn. Người dùng sẽ không bị giới hạn bởi bộ nhớ trong do có khe cắm thẻ nhớ microSD đi kèm để mở rộng bộ nhớ. Với những người dùng hay chụp ảnh, video, tải ứng dụng và trò chơi thì thẻ nhớ microSD có thể mang lại không gian lưu trữ rộng. Với giá chỉ khoảng 2.1 triệu, đây là model sở hữu bộ nhớ tốt. 4. Camera chất, pin tốt. Cụm camera sau Vsmart Joy 3 sở hữu có camera chính 13 megapixel. Đi kèm là camera phụ 8 megapixel và 2 megapixel. Ngoài chụp hình ổn, điện thoại thậm chí cũng có thể giúp quay video với chất lượng cao. Những thước phim ghi được không những có chất lượng về độ sáng mà còn có độ chi tiết và rõ nét cao. Cung cấp năng lượng cho điện thoại là viên pin dung lượng 5.000 mAh. Viên pin này cung cấp đủ thời lượng để người dùng sử dụng cả ngày mà không phải sạc pin vào giữa trưa. 5. Giá rẻ hơn so với những gì được trang bị. Với mức giá chỉ khoảng 2,1 triệu đồng, Vsmart Joy 3 có giá khá hời so với những gì máy được trang bị. So với các đối thủ, model này chiếm nhiều ưu thế hơn hẳn, từ giá bán cho đến tính năng. Trên thị trường hiện nay, hiếm có thể tìm được một model sở hữu nhiều ưu điểm như Vsmart Joy 3. Theo Di động Việt, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.